mời các cầu thủ của đội bóng bên tỉnh bạn Bắc Ninh Ngô Đội có thể giúp chúng tôi. Đội mặc áo xanh, trang phục áo xanh là đội của phụ nữ. Đội bên trái của tôi là đội Mỹ Viên. Đề nghị tất cả khán giả cho chàng phát tay để động viên hai đội. Xin trân trọng cảm ơn. Mời hai đội phát tay đoàn kết. Chào trọng tài. Xin lỗi. Hôm nay lại gặp nhau trên giới của đất thôn Đông Lâm. Vâng, quả đầu tiên trần hai đã thắng một quả rất đẹp. Mặc dù không có điểm nhưng mà các nụ cười tươi tắn của các cầu thủ phụ nữ. Điểm luôn rồi đấy. Đánh hai quả. Vâng, bóng đập không qua. Vâng, trọng tài chính ra hiệu. Đánh điểm chưa? Một đao rồi. Vâng, điểm một đao rồi. Rồi. Vâng, điểm cho Lý Viên. 2-1. Vâng, đạn bóng không qua. Không được điểm cho phụ nữ. 2-0. Đề nghị khán giả chúng ta khi là chúng ta hoan hô cho nó vui. Vâng. Nếu ở sân đình này mà chúng ta hoan hô thì càng hoan hô nhiều thì càng có lộc. Ôi, bóng đập rất uy lực rồi. Cầu thủ số 1 của Lý Viên đập quả rất uy lực vào tấm lưới. Vào rơi bóng cũng không người. Điểm cho Lý Viên 3-2. Không được rồi. Điểm 3-0. Đề nghị khán giả hoan hô. Cậu chính là gì không? Rồi, được cái lực không làm gì được. Rồi, phải nói là rất hay. Bóng leo lưới sang nhưng nó vẫn nỗ được. Rồi. Ôi, không được rồi. Cầu thủ dùng chân hai của Hồ Lũ dùng cả chân nhưng không được. Điểm cho Lý Viên 4-3. Một số anh nhận gì không? Hay, phải nói chân hai trắng rất đẹp. Mang một điểm số quý giá 4-0. Vâng, hiện nay chúng tôi thấy khán giả là rất đông. Khán giả Hồ Lũ là khán giả Lào, Hồ Lũ nhiều là lộc nhiều, khán giả Hồ Lũ ít là lộc ít. Anh. Yeah. Hỏi nói là bóng trọng tài viên vào chính đã ra hiệu ra ngoài. Điểm cho phụ nữ 5-4. Vâng, pha bóng người phải nói là rất chi là uy lực nhưng mà không điểm. Cầu thủ anh là gì không? Ôi, cầu thủ rơi quá đẹp. Phải nói là cầu thủ anh ngừa. Đây là cầu thủ số 16, là cầu thủ Hà của Phố Lữ. Mặc dù cầu thủ này là cầu thủ già kỳ cựu, rất giỏi của Phố Lữ nhưng vẫn bị nhớ chơi. Vâng, điểm 5-0. À, là gì không? Đẹp. Vâng, lập không hay mà thủ cũng hay. Kia, rồi cầu thủ đi vẫn lại dùng chân. Rồi, thế là chúng ta xem pha bóng cực kỳ là hay. Rồi, cầu thủ chúng chín là gì không? Rồi, rất hay nhưng mà cũng không làm gì được. Rồi. À, là gì không? Ôi, ngoài rồi. Bóng trọng tài chính đã ra ngoài. Điểm cho Lý Viên 6-5. Vâng, chúng tôi vừa giới thiệu khán giả với quý vị khán giả là hai đội này đã từng gặp nhau rất nhiều trên chiến trường và đã thu rất nhiều huy chương vàng của các tỉnh. Hôm nay lại gặp nhau ở đây để chúng ta phô nhau vẫn còn. Vâng, phô nhau những phong hay và phong nhạc trò để cho khán giả và nhân dân Đông Lâm xem. Rồi. Ôi, là gì không?
rồi rồi bình tĩnh đâu phát các vừa đó vâng cầu thủ hay rất hay hay rất hay chưa bên nào ghi được vâng chúng tôi bóng pha bóng này thứ 105 rồi cũng cửa rơi rồi lên lên nào làm gì đâu được phút rồi được không quá hay vâng quả thứ 145 rồi hay không có biết mừng nào vâng cầu thủ Hà của phố Nguyễn Lãng ghi một điểm 6 đều hai đội này phải nói là người một người một cân thì một đội cũng là chín là chín thủ tốt có anh làm gì không thả rồi liêu đẹp làm gì không hay phải nói là vâng cầu thủ trọng tài đã ra hiệu chuyền hai của phố Nguyễn Lãng bị chặn lưới điểm cho Lý Viên 7-6 vâng cứ tranh giành nhau từng điểm một thế này khán giả sẽ mới sướng rồi đúng mặt trọng tài chính và trọng viên rất ăn khớp nhau hai trọng tài này chúng tôi cứ tưởng là tập huấn ở tỉnh đất bắc về rất chính xác vâng 8-6 rồi lại chạm lưới rồi trọng tài Phú phải nói bắt rất tinh vâng trọng tài từ sáng giờ bắt rất nhiều pha gây cấn mà chính xác điểm cho Lý Viên 9-6 vâng của chúng tôi xin thông báo tất cả các cầu thủ trong sân chúng ta đánh với tinh thần thể thao là cao thượng nếu có pháo bóng nào nhạy cảm thì chúng ta có quyền khiếu lại với ban tổ chức nhưng với điều kiện của cầu thủ không nên là mập vâng điểm rơi bóng rơi tự do tại băng cấm điểm cho Lý Viên 16 vâng chúng tôi theo dõi từ sáng đến giờ là đội phụ nữ phải nói là bước đầu vào thì đánh thường thường là như vậy nhưng càng đánh càng hay rồi rồi quá hay vâng thắng quá hay điểm cho phụ nữ 70 rồi con một pha bóng 4 vâng tất cả chặn đường 4 bóng ngoài rồi rồi thủ của anh vừa rồi đâu rất uy lực bóng bay ra ngoài điểm cho phố 8-10 vâng chúng tôi nói với nhau là đội Lý Viên và đội phố nữ là hai đội rất tình nghĩa chị em từ trước đến nay nên khi vào đấu thì lại hết mình để biểu diễn cho bóng qua hay bóng nhập cho các khán giả xem vâng mặc dù là chị em nhưng vẫn có rồi rất hay vâng hay phải nói là quá hay vâng cầu thủ lại chặn lưới điểm cho Lý Viên 118 vâng bóng lại ra ngoài rồi điểm không cho phố nữ một điểm 9-11 vâng cầu thủ của Lý Viên vừa rồi phải nói là bàn tay của chú phát hơi mạnh hay làm gì không rất đẹp không qua rồi bóng không qua điểm cho phố nữ 10-11 còn một quả nữa thôi là tỷ số hòa vâng Lý Viên có cắt được không vâng ơi rồi phải nói là chụp chức kỹ thuật vâng điểm cho phố nữ 11 đều khán giả hoan hô vâng bóng ngoài rồi điểm cho Lý Viên 12-11 vâng một bên Lý Viên thì vạch rồi trọng tài chính bắt vạch 12 đều đang khán giả đâu
đấy. Rất đẹp. Thế làm gì không? Không làm gì rồi. Vâng, qua bóng này rất kéo dài. Có biết là gì không? Rồi, cầu thủ trắng không lót. Rồi. Vâng, cầu thủ trắng là phải lót điểm cho phụ nữ 13-12. Vâng, hai bên này cứ giành nhau từng điểm một. Đấy. Hay. Còn đó là thủ cũng rất giỏi. Vâng, đập đã hay thì thủ lại càng giỏi. Cho nên là những pha bóng đó rất hay. Những pha bóng hay đề nghị khán giả tha đô cho một tầm tay để khuyến khích các cầu thủ. Rất hay. Rồi. Ôi, bóng đập lưới lại thơ đây rồi. Phải nói là pha bóng đấy chúng tôi phải thừa nhận. Đánh đã hay thì lại gặp may. Điểm cho Lý Nguyên 13-0. Vâng, khán giả nào có cố tình hô lô là chúng tôi thay khán giả. Ôi, hòa tay rồi. Rồi, điểm thứ 14 cho Lý Nguyên. Vâng, 14-13. À, hiện tại được không? Hay. Còn đó là quá chuẩn. Vâng, trọng tài phải để ý. Rồi, trọng tài phải để ý quả đấy. Phải nói là thôi, tất cả tôi trọng trọng tài. Tất cả. Cầu thủ bên này đã nhận là trọng tài. Đây thì, rồi, trọng tài chính bắt cho điểm. Rồi. Rồi. Anh chị em với nhau thì tính gì? Chị được thì em thôi, và em được thì thôi. Chỉ có tiếc một tí thôi. Rồi, đó là vui. Rồi, điểm cho phụ nữ 10, điểm cho trên 14-0. Vâng. Rồi, rồi bóng mặt ngoài chúng tôi thấy mặt ngoài 15-14. Vâng, chúng ban tổ chức tôi đã từng nói là hai đội này tuy rằng rất chuyên lợi với nhau, đó là chị em. Vâng, hai đội này là chị em cho nên được thua là chuyện bình thường, nhưng vào sân là hết mình. Điểm cho Lý Nguyên 16-14. Vâng, chúng ta đánh thể thao cho vui. Vâng, chúng tôi thấy để ý đến từ nãy là 199 quả chưa ra sân. Rồi, phải nói là cầu thủ cuối cùng cái gì đến cũng đến, phụ nữ vẫn giành điểm 15-16. Phải nói là rất hay, hai đội, đội nào cũng xứng đáng. Vâng. Rồi cứ bình tĩnh, cứ từ từ pha cắt từ. Hay, leo lên anh làm gì được không? Hay, phải nói là đập cũng hay mà thủ cũng tốt. Số 9 cũng là gì rồi? Rồi, 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 không sao. Rồi, số 5 là kỳ cựu của Lý Nguyên. Thỏ tay, chốt thỏ tay, sờ bóng người khác rồi mới phát hiện được là mình còn nhầm. Điểm cho phụ nữ 16-0. Vâng. Rồi.
Rồi, bóng ngoài, điểm trong tay chính là viên đều phân ngoài, điểm cho vô nữ 17-16. Phải nói là sân trận sắc này chính chi là hai bên cứ tranh giành nhau từng trận một. Rồi. Vâng, hai đội này rất hiểu đường bóng của nhau. Cho nên là để ghi điểm là cũng hơi khó. Cho nên là điểm dần dần theo từng điểm một từ nãy giờ. Vâng, vẫn còn. Hay, phải nói là đọc giỏi mà tấn công cũng rất hay, thủ cũng tốt. Hay, phải nói là hai bên ăn miếng trả miếng rất hay. Rồi. Phải nói là cầu thủ số 9 dùng hai tay vô bóng rất chuẩn và góc chết, điểm cho phối nữ 18-16. Ôi, chấm chân tay nhưng mà bóng lại không nghe mình, điểm cho Lý Viên 17-18. Phải nói là hai đội dựa vào nhau từng điểm một. Số 9 làm gì được không? Không làm gì được rồi. Em anh có làm gì được không? Hay, phải nói là bóng được lưới nhưng cầu thủ đúng lỗ vẫn đỡ được. Hay. Vâng. Phải nói là hai bên giết chia căng thẳng. Rồi, cuối cùng cái gì đến với đêm. Điểm cho phố 19-17. Tranh nhau 2 điểm rồi. Nghi viên có cắt được không? Em hiểu làm gì không? Hay! Phải nói là rất hay, nhưng mà bóng lại không theo ý mình. Ôi, chả ăn như miếng trả miếng, phải là giống nhau như lúc. Đấy, những pha bóng đó chúng ta cảm giác rằng cứ như là hai giọt nước cùng một mẹ. Đánh! Rồi! Rồi! Lại không được rồi! Phải nói là cầu thủ số 16 trên 2 đánh một quả rất chi là khôn. Điểm cho phố nữ 20-17. Số 9 làm gì được không? Không làm gì được rồi. Điểm. Đây, lại trong dưới rồi. Vâng. Điểm thứ 21-17. Vâng, bàn thắng đã về phố nữ. Phải nói là phong bóng. Hai, chắc thứ nhất là viên về đội phố nữ phải với tỷ số là 21-17. Vâng, một sân đánh rất hay. Em ở đây với ông ấy nhá. Ừ, qua đây đứng đàn ông người Việt Nam. Thấy chưa? Đấy. Chắc trước là Lý Viên được à? Rồi. Trong tay Lý bắt ra quả đấy vớt lên. Rồi, điểm cho phụ nữ 1-0. Vâng. Chúng tôi đã nói rồi, tất cả những pho bóng nhạy cảm. Rồi, điểm thứ hai cho phụ nữ 2-0. Hay, nhưng mà không gặp may, nhưng là không ghi điểm. Hay lắm. Rồi, cầu thủ chuyền hai rất hay, đánh cho bò nhỏ chứng tỏ là rất khôn. Điểm cho Lý Viên 2-1. Lần nữa. Rồi, hay lắm. Ui rồi, không qua rồi. Rồi, vâng. Tiếp tiếp, phải nói là tiếp tiếp điểm cho Thô Lữ 3-1. Thank you.
Vâng. Liên Việt đã được lọt bóng thông qua điểm cho phụ nữ 4-1. Vâng. Vâng. Số 9 của phụ nữ. Phải nói là thấy Liên Việt thua là bắt đầu lại cười. Thế mới tài. Vâng. Cầu thủ không được cười. Trong lúc này là như vậy là mất điểm đấy. Vâng. Đấy. Hay. Phải đã đập quả chứ đi được. Mang một điểm quý giá cho Liên Việt 2-4. Vâng, chúng tôi thấy hai đội trên sân dù bóng pha bóng được hay thua đều một lửa lửa của một người rất cơ duyên, không khác gì những yêu nhau sắp cưới, phải là cười rất cơ duyên, nhưng mà không được cười nhờ hát một thế nào, tất cả cười tụt tỉ nghe rất xinh đấy. Đây rồi, rồi cứ đánh thôi, trọng tài chưa ra hiệu cứ đánh đi. Rồi vâng, rất nỗ lực cứu bóng nhưng mà quả bóng nó không theo ý mình, điểm cho phố đúng 5-2. Bên này được cái là bóng càng ngoài càng đỡ. Ôi, quả là bóng chết chi là thông minh, đánh quả rất nhỏ như bắt mắm. Điểm cho Lý Viên 3-5. Rồi, đi qua lên. Đấy, hay, bây giờ thôi, vâng, ngăn bóng rồi, phải nói là, vâng, cầu thủ dùng cả cánh tay, điểm cho Lý Viên 4-5, vâng, phụ nữ xin hội ý, vâng, bắt đầu. Hay, đấy, hay, phải nói là lâm đều khán giả hoa đô. Vâng, từ nãy bây giờ mới được lâm đều. Đây nót có làm gì được không, hay, phải nói là rồi, cầu thủ Hà phải công nhận chấp tay để xin những quả đấy là xin thua. Điểm cho Lý Viên 6-5. Vâng, chúng tôi khán giả cũng như chúng tôi phát hiện phải là cầu thủ vừa rồi rất khó chịu. Vâng, quả Lê Huy Sa điểm cho phụ nữ 6-0. Khán giả hoa đô. Đúng, từ nay thì đi cứ ai không ngồi được không nghỉ. Vâng, trọng tài chính mạch. Rồi, bên kia ra hiệu trọng tài bắt chính mạch phát bóng. Điểm cho Lý Viên 7-6. Thôi, tất cả là chúng ta đều tôn trọng trọng tài. Vâng, chúng ta trọng tài cái này thật ra là trọng tài bắt chất chi là công bằng chứ không có sự thương vị. Khán giả và các cầu thủ yên tâm. Rồi, bóng lại đây rồi. Điểm cho Lý Viên 8-6. Vâng. Lưu đẹp. Còn gì không? Hay. Còn đó là chiếc hay bóng ra ngoài rồi. Điểm cho Lý Viên 9-6. Rồi. Các cầu thủ hai bên cố gắng cho các khán giả chúng ta xem chiếc hay. Anh nhìn không? Hay. Lê bóng đọc chất uy lực. Rồi. Bóng vào tập vào tay bay ra ngoài điểm cho Lý Viên 16. Vâng. Tỷ số. Đã xích lên thẳng rồi. Đây. Rồi rồi, chúng quay qua lại. Rồi. Thắng đội phụ nữ xin ý kiến là đổi chỗ. Vâng, nghe lệnh của trọng tài. Đánh lại.
Quá đẹp. Liên là anh nhìn không? Hay. Ôi. Rất đẹp. Đánh. Phải nói là đánh rất hay, rất tốt. Không làm gì được nhỡ đà rồi. Vâng, điểm cho phụ nữ 70. Ôi trời ơi, phải nói là giết tiếp một quả nữa. Vâng, điểm cho phụ nữ 80. Vâng, không có đề gì, cứ bình tĩnh. Hỏng pha cái này ta thấy cao khác. Trận đánh được bất là chuyện bình thường. Cũng có lúc đỏ lúc chai, cũng lúc nhai gạo sống, lúc nhai chân giò. Ít thôi. Đánh. Hay. Lót. Lót rồi. Ngoài thủ lần thứ 9. Phải nói là chiều cao giúp chân tốn, nhưng mà đánh giết chi là khó chịu. Đánh dọc biên rồi bắt mắng các kiểu. Cầu thủ mang một điểm số thứ 9 cho đồng lộ 9-7. Rồi, cầu thủ bắt được gì không? Hay. Ra ngoài rồi. Vâng, thắng rất đẹp nhưng mà bóng bay ra ngoài rồi. Điểm cho Lý Nguyên 11-9. Và phát bóng hôm qua rồi. Phải nói là vâng, các cầu thủ cũng mệt từ sáng giờ, đâm ra là nhiều quả phát bóng bị thứ nữa. Hay. Đó vào đẹp. Nào. Đánh. Hay rồi, đúng không anh ơi, trọng tài thổi còi ra hiệu. Thôi trọng tài ra hiệu, quả bóng là bê bóng. Vâng, hất bóng, đâm ra chính xác, điểm cho Lý Liên 12-7. Rồi, bắt lưới, trọng tài bắt lưới đội Lý Liên bị lưới, điểm cho đồng đội phụ nữ 11-12. Vâng, tỷ số lại tranh đua nhau từng điểm một. Quá đẹp. Hay, đã chắc chắn rồi. Phải nói là vâng, chắn cũng rất hay, đập rất đẹp. Và phụ nữ đã giành điểm. Vâng, 12 đều. Vâng. Ban tổ chức tôi vừa nhận được một bông hoa hồng của bà ngoại bên phụ nữ. Vâng, và bà ngoại bên phụ nữ có một bông hoa thưởng cho đội phụ nữ 100.000 đồng để vị đội trưởng phụ nữ ra nhận hoa. Vâng, thay mặt cho đội bóng, chúng đội bóng xin thay lời cảm ơn và chúc gia đình bà ngoại mạnh khỏe và hạnh phúc. Rồi. Vâng, có một bà ngoại ở phụ nữ. Vâng, bà ngoại ở phụ nữ thưởng tặng qua phụ nữ 100.000 đồng. Đây anh nhỉ. Vâng. Vâng. Đây là bà ngoại nhá, bà ngoại phụ nữ. Hai. Liêm đẹp. Thật làm gì không? Quá hay. Đánh. Lót đẹp. Ôi một phạt đấy. Quá phạt đấy. Ôi ôi ôi. Phải nói là chúng tôi thấy quả bóng đó là chính thức là ngoài, nhưng mà ngoài chỉ có nửa phân thôi. Vâng. Thì đâm ra phụ nữ lại được điểm 13 đều. Vâng. Hay. Phải nói là đó là cầu thủ nhập bánh rất hay, uy lực về góc kết. Điểm 14-13 cho Lý Viên. Đánh. Hay. Đẹp làm gì được không?
rồi không được gì đâu. Nó tốt hay rồi bóng cũng không sân, chúng tôi đến gần 300 quả rồi bóng cũng chân. Vâng và vừa rồi chúng ta ra hiệu bóng không qua lưới, điểm cho phụ nữ 14 đều. Đề nghị hoan hô. Phải nói là cầu thủ chúng ta rất hiểm. Vâng, điểm cho phụ nữ 15-14. Vâng, trọng tài chính là chỗ. Vâng. Rồi, bóng đập cũng lại không qua. Điểm cho phụ nữ 16-14. Vâng, lưới cho phụ nữ, điểm cho phụ nữ 17-14. Vâng, phụ nữ vừa rồi lên điểm rất chi là nhanh và dài. Lý Văn Cát không? Rồi, chắn lại đẹp. Vâng, điểm cho phụ nữ 18-14. Hiện nay chúng ta tỷ số đã trên 4 quả rồi. Lý Văn Cát đi thôi. Vâng, bình tĩnh tự tin, không vấn đề gì. Vâng, rất uy lực. Rồi, kỳ đấu chính hay. Rồi, đúng là cầu thủ Hào phải nói là có kinh nghiệm cứu bóng. Hay, phải nói là đi bên lại chắn được một quả. Rồi, bóng vào lưới. Vâng, theo chúng tôi hiểu là bóng quả đi vào lưới chứ không ăn chặn lưới. Điểm cho đi bên 15-18. Ok, ok, rồi. Chủ yếu đánh pha bóng đẹp ngoài, được thua là chuyện bình thường. Vâng, biểu diễn cho dân chúng đến xem. Vâng, rất hay. Rồi, cứ được. Rồi, không làm gì được. Rồi, mặc dù phòng thủ của đội châu Âu của châu Âu rất chi là nhanh và giỏi nhưng mà không cứu được bóng đó. Vâng, là điểm cho đi viên 16-18, còn hai quả đấy thôi. Cố lên, hay là bóng không qua. Vâng, điểm cho Lý Viên 17-18. Vâng, không có quả thôi. Lý Viên cố lên. Mười tám rồi. Trận bóng hôm nay phải nói là mặc dù là cách tranh giải ba nhưng mà khán giả chúng tôi cũng như các cầu thủ xem rất hay. Để chúng ta vào trận cái gì không thì qua tối. Vâng, bắt đầu. Lại lưới rồi. Vâng, cầu thủ Lý Vinh tỷ lưới 19-18 cho phụ nữ. Vâng, nó tốt. Ôi, bóng ngoài. Vâng, trọng tài bên vào trọng tài chính ra hiệu bóng ngoài đúng tầm 20 phân. Chúng tôi đo máy vì tính đúng 20 phân thông thường. Điểm cho Lý Viên 19 đều. Hay. Bóng sang rồi. Nào, có hiệp làm gì được không? Hay lắm. Phải là chiếc thay. Vâng, mang một số quý giá cho Lý Viên 20-19. Rồi, thế Lý Viên thế lên. Có thể sang bằng tỷ số này không? Một bên là không cho lên và một bên là không cho xuống. Vâng, có làm gì được không? Em biết làm gì không? Vâng. Không lắp vào. Thế
tôi, tất cả. Vâng, chúng tôi đã nói rồi. Vâng, trọng tài chính đã quyết định bắt thì chúng ta tôn trọng. Vâng. 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 Lưu vào. Rồi. Rồi. Bóng ra ngoài, điểm cho đi lên 21-20. Cuộc chiến này chưa biết thế nào. Không kêu. Mừng, có làm gì được không? Hay thay rồi. Lêu. Vâng. Vâng. Trong đấy. Trọng tài chính trọng tài chủ game bắt ngoài. Vâng, chúng ta tuân thủ ban trọng tài. Rồi, 20 bắt đầu. Vâng. Trong. Quả đấy trong. Đấy, rồi. Hay. Ôi, tất cả chúng ta tuân thủ trọng tài và tôn trọng ban tổ chức tất cả. Ôi, cái gì đến với em? Vâng, vừa rồi hai đội phải nói là đánh chết vui, tất cả vì tình cảm, vì thể thao là cao thượng, không nên vì một quả mà chúng ta cãi nhau mất hết được hết. Nào, ai là người chơi của này? Hay, cũng chơi hay. Oh, để im mình để im thì được. Vâng, điểm hai hai đều, hai hai đều thắng đảo hoa đê. Vâng, hai hai đều phải nói là mình chơi hay. Vâng, khán giả nào mà hâm mộ thể thao mà mà không xem sang theo trận bóng này thì rất là quá tiếc. Vâng. 2-3, 2-2 đi về phụ nữ. Ôi, 24-22. Vâng, tỷ số đã thua phải là quá đẹp. Vâng, đề nghị cầu thủ hai bên bắt tay nhau ôm hôn nhau một cái nào.